Trường trăm linh một nắm đầu đánh sao. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sợ đến ngây người. Bởi vì, cảnh tượng giống như lúc nãy Diệp Thu cùng hắc hổ lại xuất hiện. Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngoại trừ quần áo bị đánh chúng có hơi nhăn nhúm ra. Vẻ mặt của Diệp Thu cũng không hề có chút biến hóa nhỏ nào cả. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nên biết rằng, đây chính là đòn liên hiệp giữa tông hùng cùng đại sư vàng cho dù là một bức tường thì khi bị chúng đòn đánh này của bọn họ cũng sẽ phải sụp đổ thôi nhưng mà audio điện tử võ tấn bền một người bằng xương bằng thịt như diệp thu lại không hề hấn gì cả còn có thể biến thái hơi nữa không đấy tông hùng cùng đại sư vàng có vẻ như bị kinh sợ hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào diệp thu trong mắt tràn đầy kinh ngạc hai anh đã hết sức chưa đấy, chưa đã ghiền thì có thể tiếp tục cù lét gãi ngứa cho tôi nào. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đầy đùa cợt nhìn hai người bọn họ. Nghe thấy những lời này, Tông Hùng cùng Đại Sư Vàng sắc mặt lập tức trở nên u ám. Điều này quả thực quả nhục nhã mà, hai người bọn họ đã xưng bá ở đấu trường quyền anh ngầm này rất lâu rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Trong lúc nhất thời, Tông Hùng cùng Đại Sư Vàng đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Thu, như sắp phun ra lửa vậy. Hai người bọn họ cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp điều động khí lực toàn thân, công kích về phía Diệp Thu. Âm âm, hai người bọn họ lại huy động toàn lực ra đòn đánh vào người Diệp Thu một lần nữa. Tuy nhiên, Diệp Thu vẫn đứng đó không nhúc nhích, không hề tổn hại gì cả, có vẻ như không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Chuyện này làm cho biểu tình trên mặt bọn họ giống như nhìn thấy quỷ vậy. Tôi không tin. Tông Hùng cắn răng, trực tiếp tận lực tấn công về phía Diệp Thu. Đại sư vàng đi vòng qua sau lưng Diệp Thu, giống như điên cuồng mà công kích vậy. Hai người bọn họ hết chiều này đến chiều khác, đều phát huy toàn lực. Cứ như vậy, ước chừng qua 5 phút, Tông Hùng cùng Đại sư vàng đã đánh đến mệt đến bất động. Dù sao mỗi chiều bọn họ tung ra đều dùng toàn lực, cực kỳ tốn sức. Cho dù hai người có là đấu sĩ chuyên nghiệp, cũng không thể chịu đựng nổi thế nên bọn họ không thể không dừng lại, không người, thở hổn hển. Mà nhìn lại Diệp Thu, sau trận đánh cuồng bạo của hai người kia, anh vẫn như cũ, bình yên vô sự, ai nấy ở đây đều chỉ biết ngu người nhìn. Con mẹ nó cũng quá biến thái đi mà, có còn là người không vậy hả? Cho dù là sắt thép, cũng không đến mức như vậy. Khoa trương nhất là, Diệp Thu không chỉ có năng lực phòng ngự biến thái, mà sức lực còn cực kỳ mạnh bạo nữa nhất định là một xe tăng hình người mà, thế này còn đánh làm sao đây? Nắm đầu đánh sao? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều như hít phải khí lạnh. Mày, may rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tạo đánh đến đau cả tay mà may lại không hề hấn gì. Cả, Tông Hùng thở hổn hển vẫy vẫy hai tay vì điên cuồng công kích Diệp Thu mà đã đỏ bừng lên, sắc mặt khó coi hỏi. Ông già đây sống lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng gặp người nào có năng lực phòng ngự mạnh như cậu, Hôm nay ông già đây phục. Đại sư Vàng lắc đầu, cười khổ nói: "Nếu hai người đã đánh mệt, vậy thì tới lượt tôi ra tay." Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ đùa cợt nói: "A." À, đại sư Vàng cùng tông hùng mặt mũi biến sắc, vội vàng đồng thanh mở miệng, nói: "Chúng tôi đầu hàng cũng không được sao?" Chương 502 đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Người bình thường sao có thể như vậy được? Biến thái đến loại trình độ này sao? sợ rằng cũng chỉ có hai chữ quái vật mà thôi, điều đó mới có thể giải thích được vì sao Diệp Thu lại biến thái như vậy. Cử động cơ ở cổ, chỉnh đốn lại quần áo đã bị hai người kia làm nhau. Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía sát thần còn lại, nhàn nhạt hỏi anh còn muốn đánh nữa không? Ha ha ha, tuy nhiên, sau khi nghe câu hỏi của anh, tên sát thần kia lại ngửa đầu cười phá lên. Rất buồn cười sao? Diệp Thu hít mắt lại, hỏi. Diệp Thu, đợi lâu như vậy cuối cùng tôi cũng chờ được mày rồi sát thần cười lạnh nói hu diệp thu nhướng mày như có điều suy nghĩ nói xem ra anh cũng không phải là người của đấu trường quyền anh ngầm này nhỉ lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong hội trường đều thoáng sửng sốt chẳng lẽ đó không phải là sát thần luôn toàn thắng của đấu trường quyền anh ngầm à dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người khóe miệng sát thần cong lên một nụ cười khát máu Lắc đầu nói, "Không không không, mày nói đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn." "Ố." Diệp Thu hít mắt lại. "Tao đúng là không được xem hoàn toàn là người của đấu trường quyền anh ngầm này, bởi vì tao còn có một thân phận khác." "Tạo tin rằng chắc hẳn mày cũng đã từng nghe nói qua." Sát thần nói tới đây, ánh mắt nhất thời cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh ta cười lạnh lùng nói, "Cái tên thất quái Giang Nam, mày chắc cũng không xa lạ chứ? Tao là lão tam trong đó." Thất quái giang nam, ánh sáng trong mắt Diệp Thu chợt lóe lên. Cái tên này anh đương nhiên cũng không hề xa lạ gì. Bởi vì trước kia, lão thất của Thất quái giang nam đã từng mưu đồ động thủ với Lâm Thanh Nhã, còn đặc biệt ra chỉ thị tổ chức Thanh Long nhỏ ở Giang Bắc ra tay bắt cóc Lâm Thanh Nhã. Kết quả cuối cùng bị Diệp Thu phá hư kế hoạch, mà lão thất kia cũng bị Diệp Thu giết chết. Sau đó, mặc dù Thất quái giang nam đã cho đường chủ Ngô của Thanh Long tới cảnh cáo, nhưng rồi anh ta cũng hoàn toàn im bặt tâm tích. Điều khiến Diệp Thu không ngờ tới là hôm nay lại gặp được người của thất quái Giang Nam đây. Vào giờ phút này, đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, đem những thông tin trước mắt này nhanh chóng liên kết với nhau. Nên biết rằng, hôm nay Sở Dĩ anh tới đây là vì nhận được tin tức hành tung của huyết bước bị bại lộ. Hơn nữa trong lòng anh cũng rất rõ ràng, đây là tổ chức đứng sau lưng huyết bước, đã bày ra cái bẫy ở phòng thí nghiệm số 7 nhưng bây giờ, nơi này lại xuất hiện người của tổ chức thất quái Giang Nam. Trường 503 anh lo lắng bọn họ đã gặp nguy hiểm gì đó. Nghe thấy những lời này. Đầu tiên sát thần hơi ngẩn ra, sau đó ngửa đầu cười châm chọc, ha ha ha. Diệp Thu à, mày đúng là muốn chọc cười tạo mà, thực lực của bọn tao chưa đủ sao. Nói như vậy, là mày đặc biệt có lòng tin với thực lực của mình à. Ít nhất, anh cũng không làm gì được tôi, khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên mỉm cười. Ô, vậy sao, đã như vậy? Nói tới đây, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt sát thần, ngay sau đó anh ta trực tiếp vó hai tay. Trong nháy mắt, một đám đàn ông mặc trang phục màu đen, che mặt, vọt ra sau cánh cửa sắt mà lúc nãy năm người bọn sát thần đi vào. Mỗi người bọn họ đều tỏa ra sát khí dày đặc trên người, vừa nhìn đã biết là sát thủ nhà nghề mà trong đó có ba bóng đen ẩn chứa sát khí trên người mãnh liệt hơn so với những người còn lại đứng sau sát thần không có gì bất ngờ xảy ra chắc hẳn là lão tứ lão ngũ cùng lão lục của thất quái giang nam xem ra lần này thất quái giang nam bày ra kế hoạch mai phục này ngoại trừ lão đại và lão nhị đám người còn lại đều đã suốt đầu lộ diện thấy cảnh tượng này diệp thu chợt hít mắt lại cười lạnh nói thật đúng là một trận chiến lớn quá nhỉ biết sợ chưa, tin tưởng tôi, dám đối đầu với thất quái Giang Nam, đây sẽ là hành động ngu xuẩn nhất cuộc đời này của mày. Sát thần cười lạnh nói, ồ, phải không? Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười bông đùa, sau đó nhìn sát thần, nhàn nhạt hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn biết, Hàn Tiêu Tiêu có ở trên tay các anh không? Mày nói nữ cảnh sát kia sao? Ở còn ở đây, là một cô gái kiên cường khí khái nhỉ. Đợi sau khi tiến mày lên đường, tạo sẽ sai người đưa cô ta lên đường bồi mày sát thần cười lạnh nói nếu đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi diệp thu mỉm cười gật đầu dù sao từ lúc anh đi vào đến bây giờ vẫn không hề thấy bóng dáng của đám người hàn tiêu tiêu anh lo lắng bọn họ đã gặp nguy hiểm gì đó tuy nhiên bây giờ nếu đã ở trong tay sát thần điều này cũng làm cho tảng đá trong lòng anh đã hoàn toàn được đặt xuống đúng vậy mày có thể yên tâm lên đường rồi sát thần nở một nụ cười tàn nhẫn sau đó ngoắc tay với đám sát thủ nhà nghề đứng ở sau lưng kia chỉ vào diệp thu hung hãn nói lên cho tôi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết cậu ta theo lời sát thần vừa nói ra một đám sát thủ nhà nghề bao gồm cả ba sát thủ đứng đầu lão tứ lão ngũ và lão lục đều như một tổ ong ùa về phía diệp thu nếu là người bình thường giờ phút này chắc chắn đã sợ đến sòn đái ra quần rồi dù sao đây cũng là một đám sát thủ nhà nghề cơ mà sát thủ nhà nghề là thế nào huấn luận bình thường của bọn họ chính là giết người cho nên một khi bọn họ đã xuất chiều thì đó sẽ là sát chiều có thể thấy bọn họ mạnh hơn những tay đấu sĩ vừa rồi rất nhiều nhưng mà đối với lần này sắc mặt diệp thu vẫn bình thản đứng tại chỗ không nhúc nhích trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm hay biến hóa nào cả thấy cảnh tượng này Sát thần còn tưởng rằng Diệp Thu đã bị đội hình cường đại của mình bên này dọa cho sợ choáng váng, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Anh ta thấy, Diệp Thu chắc chắn sẽ thành một cổ thi thể mà thôi. Vì vậy, anh ta trực tiếp quay người sang, khinh miệt nói thầm trong miệng, tất cả đều kết thúc thôi. Chương 504 là người mà anh ta tuyệt đối không thể đối phó nổi. Bởi vì, đám sát thủ nhà nghề vừa rồi mới xông lên, bao gồm cả ba sát thủ đứng đầu là lão tử lão ngũ lão lục tất cả đều nằm trên mặt đất không còn hơi thở mà diệp thu vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này sát thần trực tiếp ngu người nên biết rằng đây chính là một đám sát thủ nhà nghề bao gồm ba sát thủ cao cấp liên hiệp lại với nhau nhưng cũng không thể nào tổn hại đến diệp thu dù chỉ một chút điều này thực sự quá sức tưởng tượng mà mày mày đến tột cùng là ai trong ánh mắt sát thần đầy dẫy sự kinh hoàng, cắn răng hỏi, "Anh còn chưa đủ tư cách để biết đâu." Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy lạnh lùng, ngay sau đó trực tiếp hóa thành một bóng đen, vọt về phía sát thần. Còn chưa kịp đợi sát thần phản ứng lại, Diệp Thu đã tới trước mặt sát thần. Sắc mặt sát thần đại biến, vừa định chuẩn bị xuất thủ công kích Diệp Thu. Diệp Thu trực tiếp tung một cú đấm vào lồng ngực của sát thần. Phốc! sát thần phun ra một ngụm máu đen bay ra ngoài tại chỗ rơi mạnh xuống đất mà giờ phút này hơi thở trên người anh ta đã yếu ớt tới cực điểm hiển nhiên diệp thu chỉ tung một cú đấm đã lập tức khiến anh ta trọng thương không còn năng lực phản kháng lại điều này khiến gương mặt của sát thần hiện đầy vẻ kinh hoàng cho tới giờ khác này anh ta mới biết được thực lực của diệp thu kinh khủng đến nhường nào là người mà anh ta tuyệt đối không thể đối phó nổi mà ngay lúc này diệp thu đi về phía trước một tay nắm lấy cổ áo của sát thần xách anh ta từ dưới đất lên lạnh lùng nói nhóm người hàn tiêu tiêu ở đâu diệp thu không ngờ thực lực của mày lại mạnh như vậy đấy sắc mặt sát thần nhợt nhạt nói bớt nói nhảm trả lời vấn đề của tôi diệp thu lạnh giọng nói cho dù tao không trả lời mày cũng không dám giết tao khóe miệng sát thần đột nhiên cong lên một nụ cười nhạt đầy vẻ đắc ý Ồ, Diệp Thu hít mắt lại. Mày biết không, lúc mày chạy tới nơi này của bọn tao, lão đại của thất quái giang nam chúng tao cũng đã chạy tới chỗ của vợ mày rồi. Không có mày bảo vệ, tạo đoán vợ mày bây giờ chắc hẳn đã rơi vào tay của lão đại bọn tao rồi. Sát thần cười lạnh nói. Sắc mặt của Diệp Thu lập tức trầm xuống, áp lực nặng nề tỏa ra từ cơ thể anh. Nhất là ánh mắt của Diệp Thu vào thời khắc này, trong đó ẩn chứa sát khí, khiến sát thần có cảm giác không rét mà run. Rõ ràng, Diệp Thu đang thật sự nổi giận. Nhưng Diệp Thu càng tức giận, Sát Thần lại càng hưng phấn, anh ta ngửa đầu đắc ý cười to, ha ha ha, Diệp Thu à, bây giờ mày rất tức giận đúng không? Cho dù mày có năng lực siêu mạnh thì sao chứ? Bây giờ vợ mày vẫn phải lâm vào nguy hiểm, nếu như mày dám động đến một cọng tóc của tao, vậy thì vợ mày sẽ chết chắc đấy. Vậy sao? Chương 505, anh đừng có mà tỏ vẻ ngạo mạn như vậy những âm mưu quỷ kế kia của bọn họ, căn bản không còn một kích. Diệp Thu có thể xem như là vua của thế giới ngầm, sao có thể bị bọn họ uy hiếp dễ dàng vậy chứ? Đúng là cực kỳ buồn cười. Ngay sau đó, Diệp Thu trực tiếp ném thi thể của sát thần lên mặt đất. Mà ngay lúc này, Âu Dương Hạo cũng chạy từ bên ngoài vào. Diệp Thu phân phó anh ta tiếp tục tìm đám người Hàn Tiêu Tiêu. Dù sao giờ phút này, Sát thần hay người của thất quái giang nam đã bị anh tiêu diệt toàn bộ rồi. Chuyện còn lại giao cho Âu Dương Hạo giải quyết là được. Anh trực tiếp xông ra khỏi đấu trường quyền anh ngầm, vọt lên xe thể thao lái về nhà. Hãn Hải Lam Thành, biệt thự của Lâm Thanh Nhã, phòng khách tầng 1. Giờ phút này, Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên ghế sofa, mà ngồi đối diện với cô lúc này là một người đàn ông đầu trọc đang ở chân trên lồng ngực của anh ta có xăm hình một con chó sói đang há mồm đầy máu người này cũng không phải ai xa lạ chính là nhân vật đứng đầu thất quái giang nam tàn lang vào nửa giờ trước tàn lang xông vào biệt thự dùng súng lục khống chế lâm thanh nhã mà giờ khác này anh ta đang ngồi đối diện với lâm thanh nhã trong tay vẫn cầm theo súng lục hỏng súng đen nhánh thẳng tắp hướng về phía cô cho dù bình thường lâm thanh nhã rất bình tĩnh trước mọi việc nhưng giờ phút này gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn toát lên vẻ sợ hãi trái tim đập mạnh không ngừng tuy nhiên so ra lâm thanh nhã đã coi như đủ bình tĩnh đổi thành người phụ nữ khác bị một người đàn ông cầm súng chỉ vào như vậy thế nào cũng sẽ sợ hãi đến ngất đi rốt cuộc anh là ai lâm thanh nhã nhìn tàn lang ngồi ở đối diện mình hít vào một hơi thật sâu hỏi đợi lát nữa cô sẽ biết thôi tàn lang cười lạnh một tiếng cũng không nói ra thân phận của mình. Tại sao anh lại hạ thủ với tôi? Chẳng lẽ anh muốn đối địch với tập đoàn Lâm Thị và cả nhà họ Lâm sao? Lâm Thanh nhã hít mắt lại, lạnh giọng hỏi. Người đẹp à, không phải tôi muốn đả kích cô, mà cái cô gọi là nhà họ Lâm, còn có tập đoàn Lâm Thị kia, ở trong mắt tôi chỉ là chuyện chọc cười thôi, biết chưa? Tàn lang mặt đầy khinh miệt nói. Lời này của anh ta ngược lại cũng không hề khoác lát. Ngoài tổ chức thất quái Giang Nam, sau lưng anh ta còn có chỗ dựa rất lớn mà nhà họ lâm cùng lắm chỉ là một gia tộc nhỏ ở gc ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không tính làm sao có thể lọt vào mắt của tàn lang cơ chứ anh đừng có mà tỏ vẻ ngạo mạn như vậy lâm thanh nhã nhíu mày lại quá khen quá khen ngạo mạn vẫn luôn là danh từ dành cho tôi tàn lang cười đắc ý sau đó quan sát lâm thanh nhã từ đầu đến chân một phen rồi cười lạnh nói ngược lại cô ấy à đúng là không hổ danh tổng tài mỹ nữ của tập đoàn lâm thị gặp phải loại chuyện này mà vẫn bình tĩnh như vậy nếu là người phụ nữ khác chỉ sợ đã sớm bị đánh ngất đi rồi khó trách diệp thu lại quan tâm đến cô như vậy diệp thu lâm thanh nhã thoáng sửng sốt nghi ngờ nói chuyện này thì liên quan gì đến anh ấy cô sẽ biết ngay thôi khóe miệng tàn lang cong lên một nụ cười mang đầy vẻ đùa cợt lâm thanh nhã nhíu mày lại chẳng lẽ người trước mắt này tới là vì Diệp Thu sao? Diệp Thu chọc phải một người giữ tợn như vậy từ bao giờ vậy chứ? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 505